Bạn đang khao khát điều gì? Mình khao khát trở thành một editor giỏi. Và đây là cách mà mình đã luyện tập để nâng cao tư duy sáng tạo của mình. Buổi sáng mình sẽ dành thời gian để làm việc, hội họp, đọc sách. Khi màn đêm buông xuống, thì mình sẽ bắt đầu tham khảo những người bạn sáng tạo khác và học hỏi cách họ kể chuyện. Ví dụ như khi thấy một video quảng bá thương hiệu như thế này, mình sẽ nghiên cứu xem họ đã làm như thế nào. Đối với những cái troll show như thế này á, không phải lúc nào họ cũng làm bằng troll thật. Bởi vì một cái troll show chi phí sẽ lên đến tiền tỷ chứ không hề rẻ. Để mà làm được những chiến dịch mang thông điệp mạnh mẽ và tối ưu chi phí nhất, brand thường sẽ sử dụng CGI để giả lập lại những buổi troll show thật như thế này nhưng vẫn giữ được thông điệp chính của chiến dịch. Ví dụ như chiến dịch hút tới đây mới đây của Red Bull được thực hiện troll show ở cả ba miền Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội, được kết hợp giữa troll thật và CGI. Troll show thật sẽ bị tác động bởi nhiều yếu tố nên là cái tốc độ di chuyển của troll thật á thì nó sẽ không quá nhanh, và các video mọi người xem về troll thật thì đã được tăng tốc lên rất nhiều lần. Còn đối với những giả lập troll bằng CGI, mọi người có thể thấy được tốc độ di chuyển của người thật và troll đều ngang nhau. Nhưng mà nhìn hay quá ha, không biết là mình làm được không ta. Thế nên mình đã lên mạng tìm kiếm thông tin về cách họ làm những phiên bản troll CGI này. Và cuối cùng mình biết được rằng họ dùng một plugin trong Blender tên là Skybrush Studio. Thật nói là mình không biết dùng Blender. Thế là mình phải đi nhờ một người bạn làm 3D của mình để mà hướng dẫn mình sử dụng Blender. Và sau khi mò mẫm một thời gian thì mời các bạn xem thành quả nha. Đây là cách quảng bá thương hiệu khá thú vị, và bạn cũng có thể làm thử để quảng bá thương hiệu cá nhân như mình nè.